xin chào tất cả mọi người nha. Lại là mình đây, hôm nay mình rảnh mình đi câu cá cùng với anh Dũng ha. Đây, anh Dũng phía sau mình đây. Anh Dũng đang gấp cần ha, gấp cần vào lưỡi và móc mồi để quăng câu xuống sông. Đây. Khá là xa ha. Để xem hôm nay mình với anh Dũng thu hoạch được những gì ha. Mình mời tất cả mọi người theo mình để cùng khám phá câu cá ở trên sông như thế này nha. Rồi chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đây, hiện tại anh Dũng đang móc mồi ha. Hiện tại thì đã quăng được 3 cần rồi. Đây là vua câu cá, nhân vật mấu chốt ngày hôm nay. Anh Dũng, Dũng. Rồi. Tính thấy nó giật giật rồi, tính đâu dính cá chứ. Dính không? Thấy nó giật mạnh quá, cái nó ấy câu luôn. À, dính dính được con rồi mọi người. Có đói hả? Đó. Thu hoạch ngày hôm nay nha. Qua nào, qua nào. Lấy mày thả ra bé quá. Tại không? Hay còn mày giảm. Cứ ấy thì để em bỏ vào bọc này, cái nào mà nhiều thì mình mang về ít rồi thôi, thả. Để đâu được? Để anh cứ để đây nhá. Ờ, để nó đi. Cái này nhanh kia đó. Thành quả mới vừa văng cần câu thôi là nó đã cắn câu rồi nha. Đây, cá này hơi nhỏ nha mọi người. Nè, thấy không? Cá này hơi nhỏ nha. Đây là cá vượt nha mọi người. Hiện tại cá nó khá nhỏ, mình sẽ thả nó để cho nó lớn ha. Mình kiếm chỗ thả đi. Đây. Cá vượt này là, nếu mà cá to thì ăn thịt khá là ngon nha mọi người. Bây giờ mình thả nó nha. Đây. Thả nó cho nó lội nó sống ha. Đây. Lội đi. Đó, nó lội đây ha. Rồi, hiện tại anh quăng thêm cần câu thứ tư nha. Tới ngoài này luôn, khá xa. Còn một cần nữa. Hiện tại đây là cần thứ 5 nha. Rồi, tổng cộng được 5 cần. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi đợi thành quả thôi. Cá nó là nước ọc quá trời luôn. Cần này thấy nữa mọi người. Giật nè mọi người. Lại là cá nhỏ nữa. Hôm nay toàn cá này nhỉ. Thầy bức ăn luôn nãy. Không đâu anh, cá khác rồi. Này nó đồng lứa nha thôi. Chắc đi nguyên bầy. Này mọi người thấy không? Thì một con nữa nè. Xíu à. Nhỏ quá, thả đi. Đây là một con nữa thành quả đây. À, người thấy không? À, cá khá nhỏ ha. À, đây mọi người, đây cá khá nhỏ ha. Bây giờ mình sẽ thả xuống sông lại ha. Đây giờ mình mang thả lại. Hôm nay khá nhiều ha. Ở này hai con rồi đó. Rồi, giờ anh Dũng móc mồi xong rồi, chuẩn bị quăng câu lại ha.
Rồi bây giờ chúng ta ngồi chờ tiếp tục thôi nhé. Đây là mọi người, câu nó giật nữa nè, không phải cá nhỏ hay không đây. Nó giật kìa, nó giật kìa, giật. Con này được ạ. Con này là to đó mọi người ạ. Chờ con này chờ. Đó, mọi người thấy không? Con này được rồi, được rồi. Con này khá to đấy. Ổng thằng thật à. Ấy, mọi người thấy không? Dù câu cá có khác ha, quăng câu chút xíu là con cá liền. Còn vượt á. Cầm cá lên anh, cầm cá vừa cao lên nè. Đó, mọi người thấy không? Wow. Arigato. Cá khá là mạnh ha. Đây, thành quả đầu tiên được con cá to. Chú cá nhỏ thì hai anh em mình đã thả hết rồi. Cứng quá anh. Cứng quá. Cá này là ngon lắm nha. Mình cầm con cá lên cho ông lão người Nhật này xem nhé. Đây, đâu vô? Con Suzuki chứ nào nó con này? Suzuki. Suzuki? Hay hay. Kì chứ sao đó. Ôi, anh coi cả bò cả nó mà, coi đâu này bò đâu này. Sao thế này? やっぱ鈴木だよね。はい。あ、きっとそうだと思うけど、まあ、よくは知らないんだけどね。はい。いやいや、大したもんだわ。俺、初めて釣ったの見たよ。はい。うん。まあ、頑張ってくださいね。はい。ありがとう。Đúng rồi, thì là cái này ăn sashimi chính xác anh nói. Người thấy không? Cái này ăn sashimi là ngon lắm nha mọi người. Đây mọi người thấy không? Cá khá to luôn ha. Cá này mà ăn sashimi thì rất là ngon. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục cuộc hành trình nhé. Anh Dũng tiếp tục quăng lại ha, móc mồi và quăng câu lại. Rồi, giờ chúng ta cùng chờ đợi nha. Đó. Như này nặng không anh? Thì là cá nhỏ mọi người. Xíu. Ô bằng mấy cá nhỏ hồi nãy. Ăn được bao giờ rồi nhốt các bạn bốn nè. À thấy không? Này cá nhỏ nhiều quá. Đây làm như một bầy cá nhỏ hay sao? Bây giờ mà thả là chết. Nuốt à? Nhất là tầng lưu bụng rồi. Thả đầy rồi. Ôi vậy thua. Chết à?
về mà rán. Dạ, yeah, cứ để đi. Chết thì thôi, chết thì mình mang về. Anh có về rán luôn. Thường à? Bé có ăn thôi, ăn nước vừa vừa thôi. Cái nhỏ nè, bằng mấy con lúc nãy ha. Móc mồi. Móc mồi quăng tiếp. Mồi dưa nhá. Đó. Đây là mồi rươi nha mọi người. Rươi này à, mình à, làm lẩu thì à, rất là ngon luôn. Rươi biển. Đây, quăng lại nha. Quăng lại vị trí cũ. Bây giờ chúng ta tiếp tục chờ đợi nữa nhé. Đó, đó, đó. Có ra, đi dùng lại đó. Đó. Lên một em nữa. Trời ơi, ôi, cá. Quá. Ôi gì mà nó im ghê trời. Ơi. Cá to lắm mọi người ạ. Ôi. À. Ui, quá trời cá to mọi người. Đây nè. Cá vượt, cá vượt, cá vượt. Ui. Ui cá to. Rồi. Đâu? À, đúng rồi. Được rồi, thế để đấy cái này. Đâu, 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 đâu. Ôi, chốt, 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 đứt tay đấy. À, cắn khá to. Đây, đây, đây. Đó, đó, giật nữa rồi. Ủa, thế coi. Hay nhỏ anh, à, cần cũng được đó. Wow, wow. Đây, hai con hai cân, đến một lần một. Để em mang cần kia lại em ấy. Hai con khá to mọi người ạ. Nó nhiều chỗ, Sibaya to. Sibaya to rồi này. Nó nhiều chỗ. Thấy không? Khá to luôn nha. Ừ, cá bằng tay của mình. Ui, cá to. Thôi đi. Chú ấy kêu anh. Theo hai cái dính một lượt một. Đây mọi người thấy không, cá khá to luôn ha, mà dài nữa nè. Đó. Đây là con cá nhỏ nè. Yeah. Đây là cá nhỏ ha. Mình sẽ xỏ dây, mình sẽ thả vào dưới nước nha, để mình gồng cá. Lại có nữa mọi người ơi. Đang cần không anh? Ờ. Đâu rồi? Ôi vậy là nó xảy rồi. Ai da. Thôi bây giờ cái này xảy rồi, chúng ta tiếp tục chờ đợi nữa nhé. Không đâu, tuần này không phải gác đâu anh. Cá anh thấy nó giật ngồi lúc đầu, cái cần đầu nó giật mạnh lắm, sao nó yếu. Hết rồi. Đó, đó, đó. Chắc nhỏ.
Rồi, hiện tại thì trời cũng đã tối rồi. Hành trình câu của hai anh em mình tới đây xin kết thúc nha. Rồi, anh em mình xin kết thúc video clip tại đây nha. Chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha.